Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về sao vũ khúc. Đây là một trong những bộ chính tinh nó cũng rất là quan trọng ở trong khoa tử vi. Ngoài ra thì vũ khúc nó nằm trong hệ thống bát đại tài tinh, nó cai quản hệ thống cung tài bạch ở trong khoa tử vi. Trong cái hệ thống tinh bàn thì vũ khúc nằm trong cái tam hợp của tử vũ liêm, và nó luôn nằm ở vị trí cung tài bạch so với sao tử vi. Tử vi ở đây nó là trung tâm của lá số, nó nói về cái hệ giá trị. Con người ta luôn luôn là đi tìm cái hệ giá trị của bản thân mình. Vũ khúc nó nằm ở cung tài. Tài ở đây nó chính là cái tài năng, cái năng lực, cái khả năng chuyên môn, kiến thức của một người. Thế nên vũ khúc nó là cái cầu nối chuyển đổi giữa cái tài năng thành cái giá trị. Thế nên đứng ở cái thế vũ khúc là đứng ở cái thế mà chúng ta rất gần với cái giá trị, rất gần với vấn đề về tiền bạc rồi. Tổng quan về sao vũ khúc thì vũ khúc mang ngũ hành là kim, thế nên là nó cũng sẽ mang rất nhiều tính chất của cái hệ kim. Ví dụ như là cái tính tự lập, tự chủ, nhưng mà rất dễ rơi vào cái trạng thái là cô đơn, cô độc. Tính kim thì cái độ liên kết nó không được mạnh. Tính kim nó chủ cho cái sự tập trung, cái tính nguyên tắc ở trong công việc. Kim nó chủ cho nghĩa khí. Thế nên cái việc mà người ta giao tiếp, xã giao, tương tác qua lại với nhau thì đây là một cái rất là tốt, vì kim nó thể hiện cho một cái sự ngang hàng, có qua có lại với nhau, rất là trọng nghĩa khí, rõ ràng trong các cái mối quan hệ tiền bạc, phân minh, ái tình, sòng phẳng. Tính kim nó thể hiện cho tính tập trung, tính chính xác, một phần cũng thể hiện cho cái sự cứng rắn, kiên định và quyết liệt. Nhưng mà kim của vũ khúc thì nó có phần nó khác với kim của bộ sao thất sát. Thất sát hoàn toàn là một cái trạng thái rất là khô cứng, rất là quyết liệt, có phần nóng nảy, thì vũ khúc nó sẽ lại mềm mỏng hơn. Một phần do vũ khúc ở đây nó nhị hợp với sao thái âm, thế nên là nó cũng sẽ có một số tính chất tương đồng với sao thái âm, cũng có một cái sự mềm mại nhẹ nhàng hơn. Cái cách mà người ta xử lý công việc, cái cách người ta hành động làm việc đấy, cũng sẽ xu hướng là mềm mỏng hơn so với người thất sát. Sao vũ khúc thì nằm trong cái tổ hợp của bát đại tài tinh, một trong những cái bộ sao mà có khả năng mà người ta sử dụng cái tài năng của mình, biết quy đổi cái tài năng của mình một cách hiệu quả, quy đổi nó thành cái giá trị, quy đổi nó thành tiền bạc. Hóa khí nó là tài, ngoài ra nó còn là bộ sao cô đơn, hóa khí nó là bộ sao quả tú. Vũ khúc cư thân vi quả tú mà, nó cũng chủ cho cái việc mà dễ cô đơn. Và đây là cái bộ sao mà nó cũng khá là đa năng. Vũ khúc có thể là đi theo nghiệp văn, cũng có thể đi theo nghiệp võ được. Đây là bộ sao đa năng đa tài. Đấy, nó hoàn toàn có thể đi với văn tinh này, nó cũng có thể đi với tổ hợp hình tinh hay là sát tinh được. Thế nên là một bộ sao nó cũng khá là đặc biệt. Vũ khúc, vì trong cái tên của nó, cái từ vũ ở đây, thứ nhất nó thể hiện cho vũ lực, nó liên quan đến quân sự, nó liên quan đến biểu diễn, liên quan đến nghệ thuật. Cái từ vũ đấy nó sẽ liên quan đến các cái động tác, ví dụ như trong một cái chiêu thức võ thuật thì đấy, vũ khúc nó là sự kết hợp giữa các cái động tác thành một cái chiêu thức, thì đó là vũ khúc. Hay là trong một cái bài múa thì vũ khúc nó là những cái động tác nhỏ, nó liên kết với nhau một cách rất là chặt chẽ với nhau. Thế nên là vũ nó thể hiện cái sự uyển chuyển, phối hợp các cái động tác với nhau. Ví dụ như trong cuộc sống hay trong cái cách làm việc, lại là cái cách mà chúng ta phối hợp các cái công đoạn ở trong công việc với nhau, phối hợp một cách cực kỳ chắc chắn, vừa có cái tính nghệ thuật nhá, vừa có cái tính biểu diễn, vừa có một cái độ uy lực ở trong cái cách làm việc, cái độ chắc chắn vững chãi. Nó không giống như thất sát. Thất sát nó sẽ thiên về những cái động tác nó đơn lẻ với nhau, nó liên kết với nhau rời rạc. Chúng ta có thể là ví thất sát giống như một những cái bộ môn võ hiện đại của chúng ta, ví dụ như là boxing hay là BJJ chẳng hạn, thì vũ khúc nó sẽ giống như là các cái bộ môn võ cổ truyền vậy. Các cái chiêu thức nó kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, các cái động tác nó thành một cái tổ hợp động tác với nhau, thì đó là vũ khúc. Nó liên quan đến tổ hợp những cái động tác, tổ hợp những cái cách làm, tổ hợp những cái công đoạn kết hợp với nhau thành một bài, đó là vũ khúc. Cái từ khúc nó thể hiện cho những cái đoạn, những cái khúc. Ví dụ như trong cái tổ hợp của sao văn khúc đúng không, thì
thì nó cũng sẽ liên quan đến những cái đoạn ngắn. Nó thể hiện cho vũ khúc nó cũng là những cái tổ hợp ngắn thôi, nó không phải là một cái bài mà mang tính chất dài dòng. Thế nên là vũ khúc cũng rất ngắn gọn, nhưng mà thường nó thiên về cái sự uyển chuyển kết hợp với nhau. Đấy, nó hơi khác so với thất sát là như vậy. Thế nên là sao vũ khúc nó sẽ thích hợp hơn với cái việc kinh doanh so với sao thất sát. Thất sát thì cái gì đó nó rất là dứt khoát, một đi không trở lại. Còn vũ khúc nó có một cái đặc điểm là nó có một cái khả năng là giữ được cái nhịp điệu, giữ được cái nhịp độ trong giao tiếp. Vì khi chúng ta kết hợp các cái động tác, hay là khi mà chúng ta kết hợp các cái vũ điệu, đúng không? Các cái động tác trong một bài múa thì nó sẽ cần những cái nhịp điệu. Nó khác với những động tác riêng lẻ, hay là một câu hát nó sẽ khác với một câu nói bởi vì nó có nhịp điệu. Thì vũ khúc ở đây là cái khả năng mà người ta giữ được cái nhịp điệu ở trong cuộc sống, giữ được nhịp điệu ở trong cái cách giao tiếp, hay là giữ nhịp điệu ở trong các cái mối quan hệ. Thất sát thì đôi khi là xong một cái là đi luôn, đúng không? Đường ai nấy đi. Thì vũ khúc người ta vẫn muốn giữ lại một cái mối quan hệ. Thế nên là trong cái vấn đề giao tiếp thì vũ khúc nó sẽ khéo hơn so với thất sát, giữ các cái mối quan hệ sau này có khi còn dùng tới nữa. Thế nên là vũ khúc làm bộ khá là đa năng và cũng khá là khéo léo, mềm mỏng trong cái vấn đề về giao tiếp. Nhưng mà người ta vẫn có một cái sự kiên định ở bên trong, cái sự chắc chắn ở bên trong. Cái từ vũ đấy, nó thể hiện cho cái uy lực. Từ vũ liên quan đến vũ trang, liên quan đến hệ thống về quân đội, quân sự, liên quan đến cái tổ hợp ngành nghề về thể chất. Thế nên là cái bộ sao vũ khúc này, rất nhiều người đi theo cái nghiệp về thể chất, thể dục thể thao, hay là đi theo những cái ngành về quân đội, là những cái võ sĩ, là những cái vận động viên rất là xuất sắc. Đó là sao vũ khúc, nó có tính biểu diễn, nó có tính nghệ thuật ở bên trong đó. Nó không đơn thuần là những cái động tác nó riêng lẻ với nhau. Đó là một cái rất là hay của bộ sao vũ khúc. Và cái từ vũ đấy, nó chứa đựng rất nhiều cái ý nghĩa. Thứ nhất, cái từ vũ ý nghĩa đầu tiên trong tiếng Hán nó là mưa. Ngay cái từ mưa thì nó cũng thể hiện cho một cái năng lực khá là hay của bộ sao vũ khúc. Đó là cái khả năng về điều phối, cái khả năng về phân phối. Những cái hạt mưa đấy, nó mang tính chất là nó phân phối rất là đều trên một cái bề mặt. Thì vũ khúc cũng như vậy, nó có một cái khả năng điều phối, phân phối. Ví dụ như là chúng ta biết cách là mang cái năng lực của mình đến những nơi mà có người cần, thì nó là một cái cách để chúng ta có thể điều phối, điều hướng hàng hóa, điều hướng sản phẩm một cách rất là tốt, đúng không? Lúc đó thì chúng ta sẽ thu được cái giá trị cao nhất. Đấy, mang đến những nơi người khác cần thì mới có được cái giá trị cao nhất. Thế nên là nó rất thích hợp cho cái việc về kinh doanh hay buôn bán. Cái khả năng về điều phối của nó, cái khả năng giữ các cái mối quan hệ của nó, đấy, giao tiếp rất là uyển chuyển, có cái sự mềm mỏng, đấy, và cũng có một cái sự cứng rắn trong vấn đề về đàm phán. Vũ khúc thì nó có một ý nghĩa sẽ liên quan đến cái sự lấn át. Nó là uy lực, nó là cũng mang tính chất là mạnh. Nó không phải là cái bộ mà khiêm nhường so với người khác, không để bị người khác lấn át quá đâu. Đấy, trong các mối quan hệ mềm mỏng nhưng mà không để bị người khác lấn át. Và xu hướng người ta sẽ có phần người ta lấn át người khác. Nhưng mà cái sự lấn át của vũ khúc, mọi người sẽ cảm thấy là nó đôi khi nó khá là nhẹ nhàng, mà mọi người đôi khi không cảm thấy cái việc như vậy. Vì người ta thể hiện một cách cực kỳ khôn khéo, đó là vũ khúc. Vũ khúc thì là những cái bộ mà nó cũng khá là giỏi trong những cái việc về giao tiếp ngoại giao. Từ vũ nó cũng có một nghĩa liên quan đến men rượu. Mẫu người này cũng là cái mẫu người có tiểu lượng rất là cao. Một phần là do cái thể chất của người sao vũ khúc thường khá là tốt. Hệ thống cơ địa nó chắc chắn, thân hình rất rắn chắc lắm. Và có thể theo những cái nghiệp về quân đội, nhân dân này, đấy, theo cái nghiệp về thể dục, thể thao được. Đó là một trong những cái đặc điểm rất hay của sao vũ khúc. Cái từ khúc nó sẽ liên quan đến nốt đoạn. Đấy, nó cũng sẽ liên quan đến những cái hệ thống nốt ở trên người. Đấy, ví dụ như là nốt ruồi, đó. Người vũ khúc thì sẽ có nhiều cái nốt ruồi ẩn ở trên người. Và chúng ta nói đến một phần ở trong cái hệ thống tinh bản của tử vi. Thì đấy, vũ khúc nó nằm ở vị trí là cung tài bạch của sao tử vi. Thế nên nó cai quản cái hệ thống quy đổi giá trị. Con người ta muốn có tiền thì chúng ta phải biết cách là mang cái tài năng, mang cái chuyên môn của chúng ta đến những nơi mà người khác cần, thì chúng ta mới thu được cái giá trị tốt nhất. Thế nên là nó thể hiện cho cái khả năng con người ta linh hoạt trong cái việc mà khai thác cái tài năng, khai thác cái chuyên môn của bản thân mình.
Và nếu mà vũ khúc ở mệnh đấy thì cung quan lộ nó luôn có bộ sao tử vi. Người ta rất là quan trọng cái vấn đề về công danh sự nghiệp. Đấy, và trong công việc người ta cũng dễ lấy được cái sự tín nhiệm của người khác. Đấy, có tiếng nói ở trong công việc. Và cung tài bạch nó sẽ luôn có bộ sao liêm chinh. Đấy, người ta cũng rất là rõ ràng, rất là sòng phẳng trong cái vấn đề về tiền bạc. Nó cũng thể hiện cho cái cách con người ta là có cái sự quản lý chặt chẽ trong cái vấn đề về chi tiêu tiền bạc. Liêm chinh nó là luật lệ, nó là bộ sao tù tinh, nó sẽ thiên về cái cách về giám sát, quản lý, theo dõi dòng tiền, rất là chặt chẽ trong cái việc về tài chính, về tiền bạc. Sao vũ khúc thì luôn nhị hợp với bộ sao thái âm. Thế nên là cái người vũ khúc đấy, người ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi cái người mẹ. Có nhiều đặc điểm giống này, hay là bị chịu ảnh hưởng cái tư tưởng của người mẹ rất nhiều. Có một câu phú rất là hay của cổ nhân, có vẻ nên nó cũng nói về bộ sao vũ khúc là sinh con giống mẹ, tường xây gạch vàng. Thì vũ khúc mang nhiều cái đặc điểm giống với người mẹ, tường xây gạch vàng nó thể hiện cho những cái mẫu người mà sau này con cái sẽ có sự nghiệp, tường xây bằng gạch vàng, tức là nhà điều kiện kinh tế rất là tốt. Đa phần là cái người vũ khúc thì cái điều kiện kinh tế do họ là cái người sống thực tế thực dụng, đúng không? Họ là cái người mà rất là đam mê công việc, đấy, khả năng về quản lý chi tiêu tốt. Thế nên là cái việc mà kinh tế phát triển được hay là lại có nhiều tài sản tích lũy tích trữ được là cái chuyện bình thường. Vũ khúc thì luôn có thiên đồng ở hệ thống của cung huynh đệ. Ở đây cái cách mà con người ta cũng rất là quan tâm đến anh em, quan tâm đến bạn bè nằm trong cái trục huynh nô đó, cũng rất là nhiệt tình. Đấy, có vẻ là người ta rất là niềm nở với anh em bạn bè, nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với cái tổ hợp với thất sát. Có một cái gì đó nó khô khắc quá thì vũ khúc lại là một cái sự niềm nở. Trong gia đình sẽ là cái người mà kết nối anh em bạn bè lại với nhau, kết nối những người thân ở trong gia đình lại, đó là vũ khúc. Cung phụ mẫu luôn có tổ hợp của sao thái dương, người ta cũng sẽ luôn được cái sự dẫn dắt của người cha. Thế nên là vũ khúc một phần thì nó cũng thể hiện cho cái sự đầy đủ ít nhất về trong cái hệ thống về gia đình, cái hệ thống về tiền vận của người ta có phần sẽ tốt hơn so với bộ sao thất sát. Có phụ mẫu thái dương này, đấy, có người cha dẫn dắt nhị hợp với thái âm, bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng của người mẹ. Thế nên là cái tâm tư của người ta hay là cái cách ứng xử, cái tâm lý của người ta có phần là nó sẽ ổn định, nó sẽ hòa nhã hơn, đấy, so với những cái người mà ít được cái sự quan tâm. Cái cung điển của người ta luôn là cái tổ hợp của sao thiên cơ. Đấy, nó thể hiện cho cái sự tính toán. Cung điển nó là cái cung vị hiện diện. Đấy, chúng ta sống ở trên đất đúng không? Chúng ta giao tiếp nó cũng trên đất. Thế nên là nó thể hiện cái sự tính toán, hay là kể cả khi mà chúng ta đi ra ngoài giao tiếp vậy, chúng ta cũng là cái người mà cực kỳ cẩn trọng, tính toán và có chừng mực trong cái vấn đề về giao tiếp. Và đấy, đây cũng là cái mẫu người bạch thủ thành gia đúng không? Một tay gây dựng cơ đồ. Đó là tổ hợp của vũ khúc. Và do vũ khúc nó nằm trong cái tam hợp của tứ vũ liêm, đây là một cái tam hợp mà nó khá là vững và nó cũng là đi với tam hợp với tử vi. Thế nên là nó rất gần với tử vi, nó rất gần với công danh, với quyền chức, đặc biệt là tử vi cung quan. Thế nên là vũ khúc người ta hoàn toàn có thể đi theo cái nghiệp về công danh, về thăng tiến. Thế nhưng mà do cái tham vọng của người ta lớn, nằm ở cái thế vũ khúc mà người ta rất gần với tiền bạc rồi, cái tầm nhìn của người ta nó sẽ liên quan đến giá trị nhiều hơn. Đấy, cung quan chỉ một phần liên quan đến cái công danh, và cái mục tiêu chính của người ta nó nằm ở cái hệ giá trị, những cái hệ liên quan đến tài chính và tiền bạc. Tiếp theo thì mình sẽ nói về một số nét về hình dáng của bộ sao vũ khúc. Vũ khúc là sao kim hình, vóc người nho nhỏ, tính tình thanh cao. Nhưng mà người vũ khúc theo nghiệm lý của mình thường là sẽ có hai cái mẫu người chính. Một cái mẫu người vũ khúc họ rất là cao to, thì thường là họ sẽ đi theo cái nghiệp về vũ trang, thể dục thể thao, đấy, liên quan đến nghệ thuật. Đấy, vì cái mẫu người này thường là cái thể chất của họ rất là tốt, dáng người thường là chắc chắn, đầy đặn, nhanh nhẹn, đó là các cái bộ sao tính kim vượng. Mắt sáng môi mỏng, đấy, răng rất là kín và đều, nó thể hiện cho cái khả năng quản lý tài chính tốt, và răng nó cũng thể hiện rất nhiều cho các cái mối quan hệ ở trong gia đình và các cái mối quan hệ giao tế ở bên ngoài. Cái khả năng về giữ được tiền bạc, da trắng nhưng mà thường là khá nhiều cái nốt ruồi ẩn
ẩn ở đây thường là nó sẽ ẩn ở trong người đó, nằm ở trên ngực này, đấy nó bị che đi, gọi là nốt ruồi ẩn. Nốt ruồi ẩn tức là người ta cũng có nhiều những cái bí mật, người ta sống kín tiếng, kín đáo, giọng nói thường là vang, dáng đi nhẹ nhàng, đó, ánh mắt thường là nghiêm nghị. Thường là mẫu người này nó cũng sẽ ảnh hưởng bởi tính kim, sẽ hơi có một chút lạnh lùng, nó không phải là cái mẫu người dễ gần đâu, mà thường là người ta sẽ chủ động, người ta tiếp cận người khác. Đấy, vũ khúc có một cái tính gọi là lấn át. Đấy, thường là người ta tiếp cận người khác khi mà người ta nhận ra là đấy, người kia người ta có thể tạo ra cho mình một cái lợi ích nào đó thì người ta sẽ tiếp cận, không phải ai người ta cũng giao tiếp đâu. Đó là tính chất của vũ khúc. Đấy, dung mạo thường là uy nghiêm, đúng không? Hơi lạnh lùng, đó là tính của vũ khúc. Phần thứ ba thì mình nói về những cái đặc điểm tính chất của bộ sao vũ khúc. Người vũ khúc thì chúng ta có thể nhận ra được là họ là cái người mà trong giao tiếp khá là mềm mỏng. Thế nên là khi mới tiếp xúc chúng ta rất khó nhận ra được đó là cái mẫu người vũ khúc. Chỉ khi mà làm việc lâu thì chúng ta mới có thể nhận ra được mềm mỏng nhưng mà vẫn có cái sự kiên định ở trong đó, vẫn có cái sự chắc chắn ở trong đó, và rất dễ là bị họ lấn át. Cái cách họ giao tiếp cũng cực kỳ hay. Nó cũng có một cái độ sâu sắc trong cái cách làm việc, trong cái cách suy nghĩ bởi cái ảnh hưởng của sao thái âm. Vũ khúc nó thể hiện cho tính tự chủ, đấy, tự lập, tự mình xoay sở, cũng là cái bộ sao cô đơn. Thế nên là người ta phải tìm cách là xoay sở mọi thứ ở trong cuộc sống, tự làm lấy. Thế nên là nó dẫn đến là con người ta trở nên đa năng, đa dụng, đa tài hơn rất nhiều. Đấy, và rất dễ rơi vào trong cái thế cô đơn, đặc biệt ở trong cái vấn đề về tình cảm. Đấy, nó hay gặp trục trặc vì do cái tính kim mà. Đấy, người ta ít thổ lộ, hay là người ta đôi khi là ít chia sẻ. Mặc dù trong giao tiếp thì người ta khá là niềm nở, thế nhưng mà ít khi mà người ta nói về những cái câu chuyện về cuộc sống của mình lắm, toàn nói chuyện của người khác thôi. Đó là tính chất của vũ khúc, kín đáo và thận trọng, dễ cô đơn cô độc, cô đơn giữa chốn đông người. Đấy, vũ khúc mặc dù là cảm giác như là đấy, bạn bè của họ hay là những cái mối quan hệ giao tiếp của họ khá là nhiều, thế nhưng mà họ cũng là cái người mà khó có thể chia sẻ cho ai đó những câu chuyện của mình. Và cái tính chất quan trọng thứ hai, cái cốt lõi của vũ khúc, đó là cái khả năng về giữ được cái nhịp độ. Nhịp độ ở đây có thể nói nhịp độ trong giao tiếp, nhịp độ trong cái cách làm việc, nhịp độ trong các cái mối quan hệ. Thì đó là cái khả năng mà giữ được cái nhịp độ bình ổn. Ví dụ trong các cái mối quan hệ này, đấy, người ta sẽ thường là sẽ tương tác bạn bè một cách liên tục, giữ các cái mối quan hệ đó nó không quá rời rạc. Đấy, nó không giống như cái người thất sát đấy. Ví dụ như là một thời gian thì bạn bè thành người dưng, thì vũ khúc sẽ là cái người mà họ biết cách hâm nóng tình cảm lại, hâm nóng các cái mối quan hệ, giữ mối quan hệ ở mức độ vừa phải thôi, nó cũng không thân gần quá đâu. Người vũ khúc người ta không muốn lệ thuộc vào ai cả. Đấy, nó là cái sự tính tiếp nối trong các mối quan hệ. Người ta có thể giữ các mối quan hệ sau này có thể dùng tới được. Đó là tính chất nhìn xa của vũ khúc. Thế nên là nó sẽ phù hợp cho những cái người làm kinh doanh, làm thương mại. Giữ được nhiều các mối quan hệ thì con người ta có nhiều cái cơ hội hơn. Và từ những cái mối quan hệ đó chúng ta có thể tạo lập ra nhiều các cái mối quan hệ khác nữa. Nó mang cái tính kết nối, đúng không? Từ quen người này lại giới thiệu với người kia. Nó thể hiện một cái sự tiếp nối liên tục như vậy. Đấy, cái sự phối hợp bài bản nhuần nhuyễn, nó liên quan đến vũ điệu, cái từ vũ liên quan đến cái sự bài bản, liên quan đến cái tính biểu diễn uyển chuyển linh hoạt. Ví dụ như trong một điệu múa chúng ta gọi nó là vũ điệu, đúng không? Đấy, hay những cái động tác mà kết hợp với nhau chúng ta gọi là đấy một combo. Đấy, hay là trong một cái thiết bị, những cái linh kiện mà nó kết nối với nhau thành một cụm chúng ta gọi là một cái module. Đấy, thì vũ khúc nó cũng y hệt như vậy. Những cái chi tiết mà nó kết hợp với nhau một cách mà nó rất là nhuần nhuyễn và nó rất là chặt chẽ với nhau, hay là một chiêu thức, nó chính là vũ khúc. Nó thể hiện cho cái độ chắc chắn ở trong cái cách làm việc. Cái cách khi mà họ giao tiếp cũng vậy, họ sẽ nói một tràng đó, nó sẽ gồm những cái kiến thức mà nó sẽ liên kết với nhau một cách rất là chặt chẽ. Đó là một cái cách rất là hay, có cái sự phối hợp, nó không quá khô cứng nhưng mà nó vẫn có cái uy lực rất mạnh, cái độ thuyết phục cũng rất là cao. Nó cũng thể hiện cho cái tính logic của người ta, nó không lan man, nó không tràn lan quá. Đấy, vũ khúc nó vẫn mang những cái tính chất là người ta biết dừng đúng lúc,
nó không lan man như các cái bộ thủy như là bộ sao cự môn chẳng hạn, nó sẽ tràn lan, lan man mà không bờ không bến, thì vũ khúc nó sẽ có giới hạn. Thế nên là cái người vũ khúc chúng ta thấy sự uyển chuyển linh hoạt, khả năng về điều hòa, khả năng điều phối các cái mối quan hệ, điều phối phân phối hàng hóa hay là điều phối ở trong công việc cũng vậy. Đấy, những cái công việc của họ cũng dễ liên quan đến cái việc mà để phân phối hay là điều phối, khả năng điều hòa các mối quan hệ, cái cách người ta sống khá là chừng mực, quản lý cảm xúc rất là tốt. Chúng ta rất ít khi mà thấy người vũ khúc họ nổi giận, nổi nóng với ai cả. Đó là một cái tính chất nó cực kỳ hay, biết cách nhẫn nhịn. Có phần là nó sẽ ảnh hưởng bởi cái bộ thái âm, tính nhẫn nhịn, tính nhu mì. Và trong cái mối quan hệ về giao tiếp này, là cái mẫu người mà giỏi ngoại giao, giao tiếp thường là khá là rộng. Và nếu chúng ta để ý, cái người vũ khúc đôi khi là cái tính của họ sẽ hơi có phần thảo mai. Đấy, nói những cái gì mà người khác thích, đó, cái khả năng nắm bắt tâm lý của người khác nó cũng khá là tốt. Đấy, thường là mọi người thấy được hình tướng của người vũ khúc thì thường là môi sẽ hơi mỏng một chút, hơi bóng, hơi mỏng. Đấy, là cái người mà sống khá là thực tế, khá là thực dụng. Họ tập trung vào cái giá trị, họ tập trung hoàn toàn vào cái lợi ích. Những cái gì không phải lợi ích thì xu hướng là người ta bỏ qua. Trong các cái mối quan hệ cũng vậy. Đấy, những cái mối quan hệ nào mà nó tạo ra lợi ích thì mình giữ lại. Ví dụ như khi mà người ta gặp những cái người, đấy, có thể là giao tiếp bên ngoài, cảm thấy người này sau này có lợi ích với mình, mình ra ngoài, mình giao lưu, mình kết bạn với người ta, đó, thì đó là vũ khúc. Thế nên là khi mà chúng ta tập trung quá vào lợi ích thì chúng ta lại ít được cái sự may mắn. Ví dụ như cái mẫu người mà có sao thiên đồng chẳng hạn, thì họ là cái người mà cái khả năng, cái năng lực của họ là dựa nhiều vào cái sự may mắn. Bởi vì họ là cái người mà họ kết bạn rất là nhiều, các cái mối quan hệ của họ rất là nhiều, ai họ cũng có thể kết bạn được. Nhưng mà trong các cái mối quan hệ bạn bè đó thì nói về lợi ích đấy, đôi khi là chỉ có một vài người mang lại cho họ lợi ích thôi, một số nhỏ thôi. Thế nên là cái hiệu suất trong cái vấn đề giao tiếp, hiệu suất trong cái vấn đề về giá trị của họ không cao được bằng vũ khúc. Những cái người mà vũ khúc kết giao, họ sẽ mang lại cái lợi ích cho họ, nhưng mà rõ ràng sẽ có ít cái sự đột biến ở trong cuộc sống. Khi chúng ta kết nhiều bạn, đúng không, nhiều các mối quan hệ, thì cơ may là trong các mối quan hệ đó sẽ có cái người quý nhân họ giúp đỡ mình là cao hơn. Thì vũ khúc là đôi khi là nó thể hiện vào cái tính lý trí nhiều. Đấy, tập trung vào cái lợi ích nhiều. Đấy, hơi có cái sự tính toán, đấy, tính thực dụng, đó là sao vũ khúc. Thế nên là người vũ khúc sẽ đặt cái giá trị lên đầu. Đấy, tập trung vào tiền bạc, tập trung vào vấn đề về tài chính. Đấy, những cái gì mà ra tiền thì mình làm. Đấy, bỏ qua những cái gì nó không cần thiết. Đó là cái tính tập trung. Người có ngũ hành kim thì có một cái tính là tập trung. Đấy, tập trung vào công việc, những cái gì mà không cần thiết bỏ qua, các cái mối quan hệ không cần thiết cũng bỏ qua luôn. Đó là một cái rất là hay. Nhưng mà đôi khi là người ta sẽ bỏ qua rất nhiều những vấn đề liên quan đến cảm xúc, liên quan đến tình cảm, đúng không? Làm việc đôi khi lý trí quá thì nó dễ là xa cách đối với mọi người. Mọi người sẽ cảm thấy là mình đôi khi là sẽ hơi lạnh lùng chẳng hạn. Đấy, dẫn đến cái tình trạng người ta dễ cô đơn. Người có tham vọng lớn, đấy, có đầu óc kinh doanh, rất là biết thời thế, và người ta có một tầm nhìn xa trong cái việc về kinh doanh. Mặc dù là cái mẫu người vũ khúc, người ta rất là chặt chẽ trong cái vấn đề chi tiêu, nhưng mà cái tầm nhìn xa của họ, những cái gì mà cần chi tiêu thì chắc chắn là họ sẽ chi tiêu, kể cả bỏ ra một cái số tiền nó lớn hơn họ vẫn làm. Nhưng mà thứ gì mà họ cảm thấy không cần thiết thì họ sẽ không bao giờ, không bỏ một đồng nào được cả. Đó là tính chất của vũ khúc là như vậy. Đấy, những người làm được việc sẵn sàng người ta cho nhiều tiền hơn, nhưng mà những cái gì họ cảm thấy không, không bao giờ họ bỏ tiền ra. Đấy, đó là một cái tính chất rất là hay của vũ khúc. Đấy, không phải là cái mẫu người mà chi tiêu kiểu như là tiết kiệm đâu. Đấy, những cái gì cần vẫn bỏ ra một cách rất là nhiệt tình. Thế nên là làm việc với các cái tổ hợp mà hành kim, nó liên quan đến cái sự rõ ràng và minh bạch. Đấy, những cái tư duy của họ là tư duy lớn, bỏ qua cái nhỏ để tiến tới cái lớn, biết hy sinh cái lợi ích nhỏ, xoay sở tiền bạc rất là tốt. Đấy, vay mượn, rồi là khả năng tính toán. Tính kim nó cũng thể hiện cho cái sự chi tiết, chính xác. Đấy, vũ khúc nó thể thiên về cái sự chính xác. Vũ khúc và thất sát đều như vậy. Đấy, cái tính chính xác, họ có thể tính toán được những cái lợi ích nó rất là nhỏ, có thể là đi từ những cái lợi ích nhỏ đến những cái lợi ích lớn. Đấy, đôi khi hy sinh những cái nhỏ đi
để chúng ta tiến đến những cái lớn. Cái cách mà họ tính toán đấy, thường là đấy, nó có một cái độ chuẩn xác, và khi mà họ làm đấy thì nó cũng sẽ chắc chắn khoảng đến 70-80% thì họ mới làm. Đó là cái tính của các cái bộ mà hành kim. Nó dựa trên cái sự tính toán, nó dựa trên lý trí, nó không phải là dựa theo cái sự may mắn. Ví dụ như sao Thiên Đồng thì người ta sẽ dựa rất nhiều vào cái sự may mắn, may rủi, đặt cược vào cái sự may mắn. Thì đấy, Vũ Khúc nó thiên về tính toán đấy, Vũ Khúc hay Thất Sát tính toán đấy, có cái sự dự liệu trước, có con số rõ ràng thì họ mới làm. Cái khả năng quản lý tài chính chặt chẽ, biết tích lũy này, tích trữ này, đấy, chi tiêu có tầm nhìn, đây là một trong những cái tính chất mà đặc biệt giúp cho người ta có thể là làm kinh tế, làm kinh doanh mà lại quản lý được dòng tiền rất là tốt. Và trong cái vấn đề về cuộc sống, trong vấn đề về đời tư thì Vũ Khúc thường khá là kín tiếng, khá là kín đáo. Làm việc gì đôi khi là không ai biết cả, đúng không? Giàu có không ai biết, nghèo không ai hay. Giữ khoảng cách trong các cái mối quan hệ của người ta, không bao giờ là người ta muốn lệ thuộc vào ai cả. Đấy, cực kỳ độc lập, cực kỳ tự chủ, tự mình bươn trải vùng vẫy thôi. Đó là Vũ Khúc sống nguyên tắc. Đấy, bởi vì trong cái tam hợp Vũ Khúc có tổ hợp của Sa Liêm Trinh, đặc biệt là Liêm Trinh đóng cung tài, nó cũng thể hiện cho một cái sự rõ ràng ở trong vấn đề về tiền bạc. Đôi khi là người ta sẽ lấy đúng với cái giá trị mà mình làm ra, còn những cái gì mà mình không làm thì mình không lấy. Cực kỳ song phẳng, cực kỳ rõ ràng. Mặc dù là người Vũ Khúc nhiều khi là người ta cũng cân đo đong đếm trong cái vấn đề về tiền bạc, nhưng mà cái gì là đáng phải bỏ, mình phải bỏ ra thì phải người ta sẽ chi tiêu thôi. Có nghĩa là nó sẽ nằm trong một cái giới hạn. Đấy, Liêm Trinh đóng cung tài đấy, nó là một cái giới hạn, nó là một cái khuôn khổ đấy, mang cái tính chất là người ta có cái chừng mực trong vấn đề về giao tiếp đấy. Kể cả khi mà ăn chơi thì người ta cũng kẻ có chừng mực thôi, mức độ vừa phải thôi. Người Vũ Khúc thì thường là cũng ít ăn chơi lắm. Những cái gì mà người ta mua, người ta đầu tư vào thì nó cũng sẽ phục vụ cho cái cuộc sống của người ta là nhiều đấy, không có cái gì nó vô bổ cả. Mọi thứ người ta chi tiêu nó phải có một cái giá trị gì đó cho cái cuộc sống của người ta. Đó là Vũ Khúc luôn có một cái sự tính toán, cái tính chừng mực, cái khả năng quản lý cảm xúc. Thế nên là ít khi thấy người Vũ Khúc người ta nổi nóng với ai lắm. Đấy, quản lý cảm xúc nó cực kỳ tốt. Nó gọi là cái tâm lý của người ta nó cũng có một cái độ vững vàng. Đó, cái khả năng về quản lý cảm xúc. Cảm xúc của người ta nó sẽ theo cái hướng là nó mềm mại hơn, nó không ồ ạt, nó không cao trào như là Thất Sát. Và người Vũ Khúc có một cái tính cũng khá là nghệ sĩ. Yêu văn chương nghệ thuật, đúng không? Thích biểu diễn các cái bộ môn nghệ thuật, đàn hát này đấy, nó sẽ liên quan đến cái nhịp điệu. Thì con người ta thì có cái nhịp điệu trong cái dòng máu rồi. Những cái bộ môn về nghệ thuật đấy, thể dục thể thao này, người Vũ Khúc rất là thích. Trông họ cũng khá là lãng tử, đặc biệt là ở người nam. Và mọi người để ý nhất là nhiều người Vũ Khúc nha, người ta có cái mái tóc cũng khá là bồng bềnh, người ta hay để rẽ ngôi đấy, mọi người có thể chiêm nghiệm lại nhé. Người Vũ Khúc là cái người mà rất là chịu khó đó, cực kỳ đam mê công việc. Bình thường thì cũng có thể là lười, nhưng mà khi mà người ta có việc mà cái công việc đó nó ra tiền ấy, người ta rất là ham, gọi là đam mê công việc, đam mê tiền bạc, đam mê tài chính. Đó là Vũ Khúc sẵn sàng hy sinh cho công việc, cái tham vọng người ta lớn. Và khi mà người ta nhìn ra cái tầm nhìn phát triển đó, người ta có thể hy sinh những cái lợi ích nhỏ này, ban đầu có thể là lấy công làm lãi, và sau này người ta hướng tới những cái nó lớn hơn. Cô đơn cô độc, đây là một trong tính chất nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề về hôn nhân rất nhiều. Trong vấn đề về gia đình, gia đạo thì có vẻ là khá là tốt, nhưng mà trong vấn đề tình cảm thì nó cũng hay lận đận. Vì các cái bộ hành kim mà, người ta thường là sẽ khó mà chia sẻ được tâm tư tình cảm với người khác. Và xu hướng là người ta sẽ không muốn tỏ ra mình là cái người yếu đuối trước mặt người khác. Đấy, và nó thể hiện cho cái sự vụng về trong cái vấn đề về tình cảm. Khó sẻ chia, đấy, khó tâm tư tâm sự với người khác được. Và thường là người ta sẽ có một cái thế giới riêng dành cho mình. Ví dụ như Vũ Khúc ở đóng cung phu thê chẳng hạn, đôi khi là hai người có hai cái thế giới riêng, tiền ai người nấy tiêu, nó không có cái sự liên quan đến nhau nhiều. Đó là Vũ Khúc đấy, cái tính kim, cái sự đơn lẻ, kim nó không liên kết với nhau được đó, giống như hai thanh sắt với nhau vậy, nó không liên kết chặt chẽ với nhau được, mỗi thứ nó ở một nơi thôi. Thế nên là cái vấn đề về tình cảm, đặc biệt là tình cảm hôn nhân, nó thường là trục trặc hay là xa cách. Đôi khi là xa nhau thì nó lại tốt hơn.
và cái vấn đề tình cảm của cái mẫu người này nó khá là thất thường. Đôi khi người ta mang cái tính chiếm hữu, chiếm đoạt nó về cho mình, rất là điên cuồng, cuồng nhiệt. Thế nhưng mà sau một thời gian thì đôi khi nó lại rất là lạnh nhạt. Lúc thì điên cuồng, lúc thì lại lạnh nhạt, là cái vấn đề tình cảm của Vũ Khúc. Đấy, thế nên là cái mẫu người này thì yêu nhanh cưới nhanh thì nó hay hơn. Thì đôi khi là nó khá là nhanh chán. Mọi người có thể là chiêm nghiệm lại vấn đề tình cảm của Vũ Khúc. Còn cái mẫu người nữ mệnh của sao Vũ Khúc thì họ rất là tự chủ, tự lập, cũng rất là kiên cường, cứng rắn. Mẫu người này không thích an phận, kể cả khi mà lập gia đình, đúng không? Cái người chồng mình sẵn sàng là lo cho mình, nhưng mà người ta cũng không muốn dựa dẫm vào ai cả. Các cái bộ sao chủ về cái sự tự lập, tự chủ đấy, cũng rất khéo léo và đảm đang đó, lo toan cho gia đình, tươm tất đàng hoàng, đó là Vũ Khúc. Nó vẫn là cái bản lĩnh, vẫn là cái khả năng chịu áp lực cao của cái tổ hợp hành kim. Cái độ cứng rắn đấy, cũng có một cái sự kiên định, kiên cường ở bên trong, rắn giỏi lắm. Phần thứ tư mình nói về cái bộ sao Vũ Khúc khi mà nhập hạn. Hạn đến Vũ Khúc thì người ta hay nghĩ đến vấn đề về giao dịch, giao thương, buôn bán, mang một cái gì đó đi bán, không chỉ là hàng hóa đâu. Đôi khi là những cái năng lực của chúng ta nó cũng là một cái dạng là hàng hóa. Ví dụ như chúng ta bán kiến thức, bán các khóa học chẳng hạn, chúng ta bán nụ cười chẳng hạn, chúng ta bán cái giá trị nghệ thuật, đúng không? Chúng ta bán một bài hát, nó cũng là một cái việc mà liên quan đến giao thương. Và hạn của Vũ Khúc là cái hạn liên quan đến giao thương, điều phối, phân phối. Chúng ta tìm đúng cái nơi mà cần cái mà chúng ta bán. Thì cái hạn Vũ Khúc nó sẽ liên quan đến tài chính, kinh tế, kinh doanh. Cái hạn về liên quan đến giao thương, giao dịch đấy. Khi mà đến hạn Vũ Khúc chúng ta sẽ cảm giác sống thực tế, thực dụng hơn. Những cái gì mà không cần chúng ta bỏ đi. Ví dụ như các cái mối quan hệ này mà nó không tạo ra lợi ích nữa, thì đến cái hạn Vũ Khúc người ta cũng có thể là không giao tiếp, không giao lưu nữa. Đấy, thế nên hạn Vũ Khúc rất dễ dẫn đến vấn đề là cô đơn, là không giao tiếp bạn bè nữa. Đấy, tự nhiên đến hạn đó thì mình không thích những cái mối quan hệ mà nó ăn chơi trác táng nữa. Thì đó là hạn Vũ Khúc. Đấy, cô đơn, tập trung cho công việc. Hạn đến Vũ Khúc, tập trung vào cái lợi ích, cái gì tạo ra lợi ích thì mình làm. Thế nên là đôi khi cái vấn đề tình duyên nó cũng sẽ vất vả. Người ta tập trung vào công việc nhiều hơn, dẫn đến cái vấn đề mà lại không quan tâm đến tình cảm, không quan tâm đến vấn đề về gia đình của người vợ hay là con cái nữa. Đấy, đôi khi nó thể hiện cho cái tính tập trung, người ta tập trung vào lợi ích nhiều hơn, cái tham vọng người ta lớn hơn. Đấy, hạn Vũ Khúc cũng có thể liên quan đến cái việc mà thăng chức đi xa khi mà gặp cái tổ hợp liên quan đến hóa quyền. Ngoài ra thì Vũ Khúc có một tượng mà liên quan đến thời tiết, hay là trời mưa, gió. Hay là cái người mà mệnh Vũ Khúc khi mà sinh ra thì cũng dễ gặp cái thời tiết là nó mưa và trời nó sẽ hơi âm u. Kim mà, kim thì nó thể hiện cho thứ nhất là trời sương mù, thứ hai là trời nó sẽ hơi âm u và sẽ có mưa. Phần 5 thì mình nói về những cách cục của bộ sao Vũ Khúc. Vũ Khúc thì nó sẽ khá là ưa các cái tổ hợp như là tam thai bát tọa, mệnh thổ phùng thai tọa tam phương, bính quyền vạn lý nghênh ngang. Thì thai tọa nó mang cái tính khuếch đại, nó mang cái tính là nó sẽ làm vững chãi cái nền móng. Cái người làm kinh doanh người ta rất là thích cái tổ hợp của thai tọa này. Người ta mở rộng cái quy mô và người ta sẽ có một cái nền tảng nó vững chắc hơn. Nó thiên về nền móng, đôi chân nó chính là thai tọa. Đi với tả hiếu, đi với lộc mã, rất là thích cái tổ hợp song lộc. Vì Vũ Khúc nó chủ về giao dịch mà, là bộ tài tinh. Đấy, rất là thích cái tổ hợp của thiên mã, nó cũng chủ về giao dịch, giao thương, đi lại. Đấy, cái người mà bôn ba đấy, ưa cái tổ hợp của tam hóa, khoa lộc quyền. Và đặc biệt là Vũ Khúc nó không sợ hóa kỵ, nhưng mà nó cũng không ưa hóa kỵ lắm. Vũ Khúc hóa kỵ thì con người cũng đa nghi, thận trọng, cũng đề phòng, tính toán, chi li lắm. Thế nên là nó cũng sẽ làm giảm cái việc mà giao thương, giao dịch đi, chứ nó cũng không hoàn toàn là xấu. Rất ưa các tổ hợp văn xương, văn khúc. Đi với xương khúc thì cái mẫu người mà cực kỳ đa năng, theo văn cũng được, theo võ cũng được. Và Vũ Khúc thì nó không ưa các cái tổ hợp như là tuần triệt, tổ hợp của thiên không, với cô quả, hay là các cái bộ sao tam ám, các cái tổ hợp của hình, mang cái tính là cô lập. Thì Vũ Khúc nó cần giao tiếp,
Thế nên là nó không ưa cái tổ hợp mà sao chủ về chặn đứng hay là cô lập các cái tổ hợp sao không. Một số cách cục của bộ sao vũ khúc. Đầu tiên là cái cách mà vũ phủ kiếp kình, ác nhân quý hiển. Vũ khúc này đi với thiên phủ này, đấy đi với khung kiếp này, với kình dương này, ác nhân quý hiển. Cái cách này thì làm giàu nhưng mà có phần là đôi khi là lấn át người khác, bắt nạt kẻ yếu, này sử dụng cái vũ lực nhiều hơn. Cái cách này gọi là làm giàu nhưng mà đôi khi sẽ hơi sử dụng những cái thủ đoạn nữa. Cái cách này thì có trong lá số của ông Putin. Vũ khúc khôi việt thủ mệnh, tài chức chi quan. Vũ khúc đi với khôi việt, người mà cực kỳ thông minh. Thế nên là cái việc công danh hay là liên quan đến làm về kinh tế đấy cũng khá là tốt. Vũ tướng lộc mã giao trì, phát tài ư viễn quân. Cái cách này thì vũ tướng nằm ở hệ thống của cái cung dần thân đấy, đi với thiên mã, cái người này chủ về giao dịch buôn bán. Lộc mã thì nó cũng là một cách liên quan đến buôn bán giao thương rồi, nhưng mà cái cách này thì thường là đấy cũng bôn ba, cũng là cái người mà đi lại nhiều đấy, lập nghiệp ở nơi phương xa rất là thành công, con người cực kỳ là chăm chỉ và tháo vát, đam mê công việc. Vũ khúc tấu đào hồng hỷ, làm ca sĩ hoặc là thợ giỏi. Vũ khúc đi với tấu thư, đi với đào hồng, người mà cực kỳ khéo tay. Đặc biệt là cái mẫu người này, người ta cực kỳ dễ nổi danh, đi với tổ hợp đào hồng, nó tượng cho cái danh tiếng được nhiều người biết đến. Hay là cái cách linh xương đà vũ, linh tinh đi với văn xương, đà la và vũ khúc, con người ta dễ gieo mình xuống sông. Cự ái đầu hà, liên quan đến cái vấn đề đấy, về tâm lý con người rất nhiều, nó dễ là đưa con người ta vào đường cùng. Tổ hợp của sao đà la, những cái trở ngại đúng không, linh tinh nó liên quan đến sự căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm lý. Hạn vũ khúc liên quan đến vấn đề về kinh tế, từ vấn đề về kinh tế khó khăn đúng không, tài chính vay mượn, dễ dẫn đến con người ta lao vào đường cùng. Hay là cái cách mà vũ khúc văn khúc rất hay, hội khoa quyền lộc là tay anh hùng. Cái cách này xuất tướng nhập tướng, đặc biệt là đi thêm tổ hợp của tam hóa nữa, thì đây là cái mẫu người mà cực kỳ giỏi giang, dù là ở đâu người ta cũng có thể làm nên sự nghiệp được. Hay là cái cách mà vũ kiếp kình dương, rất gần với cái cách mà vũ phủ kiếp kình. Nhân tài chỉ đa, vì tiền mà cầm đao, liên quan đến cái việc mà vì giá trị về tiền bạc đúng không, người ta liều lĩnh làm việc khá là bất chấp, liên quan đến vấn đề về sử dụng thủ đoạn, hay là liên quan đến lấn át người khác, đè nén người khác để kiếm tiền. Tiếp theo là cái cách mà vũ khúc kiếp đà hóa, tăng mệnh nhân tài. Cái cách này thì dễ mất mạng vì bị cướp. Vũ khúc đi với kiếp này, đà này, hóa này, là cái cách mà liên quan rất nhiều những cái rủi ro, cái tai nạn. Cái tổ hợp là kiếp này, liên quan đến cái việc mà cướp bóc. Đấy, kiếp trong tiếng Hán là cướp bóc. Vũ hình diêu tấu, cái cách là thợ mộc giỏi. Thiên hình nó sẽ liên quan đến cái vấn đề về hình khối, về điêu khắc. Những cái tư duy về hình khối, tư duy về hình học của người này khá là tốt. Học các cái bộ môn về khoa học tự nhiên nó cực kỳ tốt. Vũ khúc nó lại thiên về những cái kỹ năng liên quan đến nghệ thuật đúng không? Liên quan đến biểu diễn, cũng là những cái mẫu người mà rất là giỏi, rất là khéo tay, làm việc rất là chuyên nghiệp, có sao tấu thư. Hay là cách mà vũ tham kình dương, tác kinh thương. Đây là cái cách mà liên quan nhiều đến cái việc về kinh doanh, buôn bán, giao thương, giao dịch. Mỗi người này thì cái lòng tham của họ khá là lớn đấy, cái mong muốn làm lớn, kình dương mà, buôn to làm lớn. Hay là cái cách vũ khúc lâm cô thần, hàn nguyên tần tần khứ. Vũ khúc mà đi với bộ cô thần ấy, thì cái bộ này thì người ta dễ rơi vào cái trạng thái cô đơn lắm đấy. Thế nên là người ta hay ở ẩn và sẽ có những cái năng khiếu đặc biệt về những cái bộ môn về tâm linh. Đấy, hàn nguyên tần khứ là một trong những người mà đấy, giỏi về huyền học, giỏi về các cái bộ môn về tâm linh. Thường là khi mà người ta cô đơn, người ta sẽ hay đi nghiên cứu những cái bộ môn về tâm linh, huyền học, lý số. Thế nên là có những cái tài năng rất là đặc biệt. Và cái tính cách của họ có phần là nó cũng hơi dị biệt so với số đông, so với mọi người. Thường là cũng dễ là tự cô lập mình lại so với cái thế giới bên ngoài. Phần 6 thì mình nói về các thế đứng của bộ sao vũ khúc. Thì đầu tiên là cái thế đứng đẹp nhất của bộ sao vũ khúc, khi mà sao vũ khúc đơn thủ tại hệ thống của cung Thìn Tuất,
Ở đây thì Vũ Khúc nó trong cái trạng thái mà nhập miếu. Đấy, Vũ Khúc miếu viên oai danh hách biến. À, con người ta sẽ rất dễ thành công. À, kể cả khi mà đi trong cái nghiệp về văn nhân hay là liên quan đến thể chất cũng được. À, làm về kinh tế này. Nằm trong cái trục mà Thìn Tuất đấy thì đối cung sẽ có bộ sao Tham Lang. Đây là cái mẫu người mà ngoại giao, xã giao rất là tốt. Thế nên là rất là phù hợp trong cái việc mà người ta ra ngoài làm ăn, kinh doanh, buôn bán, giao kết bạn bè. Cái cách này dễ thành công, thành đạt. Thứ hai là cái tổ hợp mà Vũ Phủ Tý Ngọ. Thì đây là cái cách mà cũng rất là dễ thành đại sự. Vì đây là hai bộ sao mà nó có cái sự liên kết với nhau khá là chặt. Vũ Khúc buôn bán, Thiên Phú lại chủ về cái sự tích lũy, tích trữ. Thiên Phú chủ về cái khả năng về điều hành, làm việc hệ thống. Thế nên là đây là cái mẫu người mà người ta cũng rất là thích làm chủ, điều hành một cái hệ thống. Trong cái tam hợp đó thì nó cũng có sao Thiên Tướng mà. Thiên Tướng đóng ở cung Quan Lộ. Thế nên là người ta có khả năng về quản lý, điều hành. Người ta làm về nhân sự, quản lý con người nó cực kỳ tốt. Thứ ba là cái tổ hợp của bộ sao Vũ Tham. Tham Vũ Xíu Mùi. Đây là cái bộ mà rất là giỏi trong cái vấn đề về ngoại giao, tham mưu. Hai bộ này đi đồng cung thì mặc dù là được đánh giá là cái thời trẻ khá là bất lợi, thường là khó có những cái thành công sớm. Thời gian đầu đời đấy, người ta sẽ bị chi phối rất nhiều bởi bộ sao Tham Lang. Cái Tham Lang nó sẽ đi về cái bản năng của con người, cái bản năng ăn chơi, cái bản năng hưởng thụ. Thế nên là thường là sẽ thành công muộn hơn. Thì sau này thì người ta sẽ ăn nhiều tính chất của bộ sao Vũ Khúc, tính thực tế, thực dụng hơn. Thì lúc đó thì người ta sẽ giữ được tài sản, giữ được tiền bạc nó nhiều hơn. Khổ trước sướng sau, đó là tổ hợp của Vũ Tham. Tiếp theo là bộ Vũ Sát Mão Dậu. Đây là một trong những bộ sao mà đấy, cái tính kim nó được đẩy lên cao trào. Tính kim nhiều, con người ta sống khá là thực dụng. Người ta làm việc có phần là bất chấp, liều lĩnh. Mẫu người này đấy, có thể làm trong cái lĩnh vực về tài chính này, vừa có thể làm trong cái lĩnh vực về chính trị này. Cái khả năng điều hành cũng khá là tốt. Đấy, nhưng mà Vũ Sát này thì khi mà tính kim vượng nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề về tình cảm, tình duyên. Đặc biệt là cái người mệnh nữ có sao Vũ Sát, tình duyên thường khá là lận đận, thường trong cái cảnh mà cô đơn. Tiền thì không thiếu, nhưng mà cái vấn đề mà tình cảm thì rất là lận đận. Tiếp theo là đến cái tổ hợp của Vũ Phá tại cung Tỵ Hợi. Đây là một cái cách mà thường là khá là vất vả, bôn ba. Đấy, nằm ở các cái cung dần thân Tỵ Hợi. Đấy, là những cái cung vị nó chủ là cái sự bôn ba, đi lại, giao dịch nhiều. Đấy, Vũ Khúc phá quân, phá tổ, phá gia, lao lực. Cái cách mà con người ta ban đầu ấy, cuộc đời sẽ gặp khá nhiều những biến cố, những rủi ro. Phá quân chủ hao mà, tiền trở hậu thành. Nhưng mà cái mẫu người này, cái tính cách của họ lại khá là hào sáng. Ra ngoài họ là cái mẫu người mà rất là tự tin, đi với bộ sao phá quân, cũng là cái bộ sao tướng lĩnh. Ra ngoài cũng dễ dàng lấy được uy tín của mọi người, nhưng mà cũng sẽ bôn ba lao lực trong cái thời gian đầu. Phá tổ ly tông xuất viễn phương, tổ hợp của Vũ Phá. Thành công ở cái nơi xa, cuộc đời nó phải bôn ba vất vả trong cái thời gian đầu. Sát phá tham lúc nào nó cũng sẽ là những cái con đường mà chúng ta phải đánh đổi. Chúng ta phải tích lũy kinh nghiệm thì sau này cái bản lĩnh con người ta càng ngày càng lớn. Thế nên là thời gian đầu đời sẽ rất là khó tích lũy tiền bạc. Đấy, phá chủ phá tán, chủ phá hao. Phá lại đi với Vũ Khúc đúng không? Đấy, một thằng làm một thằng phá thì rất là khó có thể là tích lũy được trong cái giai đoạn đầu. Nhưng mà đây là cái mẫu người mà họ có rất nhiều những cái ý tưởng mới lạ. Thường sẽ là cái người mà dẫn đầu phong trào. Đấy, họ xu hướng muốn tự lập, có đầu óc kinh doanh và có cái xu hướng làm chủ. Cái người mà đi khai sáng khai mở rất là thích làm những cái việc mới. Đấy, đi đầu gọi là những cái startup, đó là người Vũ Phá, khai phá khai mở buôn bán giao dịch. Và tiếp theo là bộ Vũ Tướng ở cung Dần Thân, Vũ Khúc đi với sao Thiên Tướng. Đây là một cái mẫu người mà họ khá là chăm chỉ, họ khá là đa năng. Và là cái mẫu người mà sống lại cực kỳ trách nhiệm nữa, đi với sao Thiên Tướng. Thế nên là vừa lo lắng cho gia đình, vừa là cái người mà chăm lo cho anh em tập thể. Cái người sao Thiên Tướng là cái người đã mang cái sứ mệnh rồi, gánh trên vai rất nhiều thứ. Nặng gánh là cái người mà Vũ Tướng. Thế nên là cái mẫu người này thường là
cuộc sống của họ khá là bận rộn, thường là một lúc có thể làm nhiều việc được, mà hay gặp thường là người ta làm ở chân trong chân ngoài, một cái công việc mà liên quan đến công chức và một công việc liên quan đến kinh doanh bên ngoài. Đó là vũ tướng dần thân, gọi là tiền bạc nó đi kèm với trách nhiệm, thiên tướng nó là nghĩa vụ, là trách nhiệm đấy, lo lắng cho gia đình, chăm lo gia đình rất nặng gánh. Phần 7 thì mình nói về sao Vũ Khúc khi mà nó vào các cung. Sao Vũ Khúc đóng ở đâu thì nó sẽ thể hiện cho cái vấn đề về tiền bạc tài chính ở đó dồi dào, hay là nó thể hiện cho cái sự mà chúng ta có thể khai thác ở cái cung vị đó. Đầu tiên khi mà Vũ Khúc vào cung Phụ Mẫu thì thường là cha mẹ của mình cũng làm nghề mà liên quan đến buôn bán, kinh tế cũng tốt, nó cũng thể hiện cho cái sự vững vàng. Đấy, tính kim, bố mẹ có thể lo lắng cho con cái được. Nhưng mà bộ Vũ Khúc thì nó cũng thể hiện rất nhiều cho cái sự cô đơn. Đấy, thường là không có cái sự chia sẻ nhiều của bố mẹ, không được gần gũi với bố mẹ nhiều, đôi khi là sẽ gần ông bà nhiều hơn. Và bố mẹ cuộc sống thường bận rộn, đôi khi là ít có thời gian chăm lo cho con cái. Nhưng mà thường là kinh tế của bố mẹ thường khá là tốt. Cung Phúc Đức mà có bộ sao Vũ Khúc thì dòng họ của mình cũng phát về cái nghiệp kinh doanh buôn bán, nhưng mà dòng họ xu hướng là cũng không được thân gần, anh em cũng không hay gặp nhau, không hay giao tiếp. Nếu như mà trong dòng họ anh em mà có cái sự làm ăn chung với nhau thì thường là mới chơi với nhau thôi, còn cũng ít khi chơi với nhau lắm. Thì nói chung là cái dòng họ này của mình khá là tốt, đặc biệt là khi mà Vũ Khúc Miếu đó, dòng họ có kinh tế, có những cái khối tài sản chung rất là vững và mạnh. Cung Điển Trạch mà có bộ sao Vũ Khúc thì cái cách này mình có thể là kinh doanh những mặt hàng mà liên quan đến bất động sản này, liên quan đến đất đai, liên quan đến tài nguyên, liên quan đến khoáng sản được. Có thể là có những cái kho xưởng bến bãi ở trên đất được. Đất đai của mình nó sẽ thuận lợi cho cái việc giao thương, nó hay gần những cái trung tâm kinh tế, hay gần trung tâm thương mại, gần chợ, nó dễ giao dịch với bên ngoài. Có thể là nó nằm ở cái cửa ngõ giao thương, đó là cái đất của Vũ Khúc. Đất Vũ Khúc thì cái tính thanh khoản của nó cũng rất là cao, để bao lâu cũng được, muốn bán thì bán nhanh. Nó cũng thể hiện cho cái tầm nhìn khi mà cái người Vũ Khúc cư điền người ta mua đất, người ta sẽ chọn những cái lô đất mà rất là đẹp, nó thuận tiện cho cái việc mà mua đi bán lại được. Buôn bán những mặt hàng liên quan đến đất nha, mặt hàng liên quan đến đất thì rất nhiều, vật liệu xây dựng này, bất động sản này, liên quan đến khoáng sản này, những cái công việc liên quan đến xây dựng này, nó cũng là cái tổ hợp mà đấy, liên quan đến đất đai. Cung Quan Lộ mà có bộ sao Vũ Khúc thì công việc nó thường sẽ liên quan đến cái vấn đề về tài chính, liên quan đến quản lý dòng tiền, kinh doanh này, thương mại này, liên quan đến vấn đề về điều phối hàng hóa, logistics, giỏi về ngoại giao này, có thể làm những công việc cũng có thể liên quan đến thể chất này, liên quan đến nghệ thuật này, liên quan đến thể dục thể thao này, nó cũng là Vũ Khúc nhé. Và Vũ Khúc cơ quan thì con người ta rất là đam mê công việc và rất là tập trung cho công việc. Cung Nô Bộc mà có bộ sao Vũ Khúc thì chủ là mình có bao nhiêu bạn bè xã giao. Bạn bè ở đây thì xu hướng là sẽ mang lại cái lợi ích cho nhau. Thì khi mà có cái lợi ích với nhau ấy, thì người ta mới có thể là ở với nhau lâu dài được. Đấy, mới có chơi với nhau lâu dài được. Thì thường là sẽ ít bạn bè thôi, và ít có người chi kỷ, dễ trong cái cách cô đơn, cũng kén chọn bạn bè lắm. Thì bạn bè ở đây thường là liên quan đến bạn bè kinh doanh, buôn bán với nhau thôi, nó mang lại cái giá trị cho nhau rất là nhiều. Bạn bè của mình thì cái kinh tế cũng thường là khá là tốt. Và Bố Khúc thì mang tính kim, nó thể hiện cho cái nghĩa khí, con người ta cũng rất là trọng đạo nghĩa, cũng cực kỳ sòng phẳng hay là hào phóng với bạn bè. Đó là Vũ Khúc, có qua có lại, đó là tính chất của bộ hành kim, trọng nghĩa, trọng tình. Tiếp theo là cung Thiên Di mà có bộ sao Vũ Khúc. Cái cách này thì con người ta ra ngoài ngoại giao, giao tiếp mà tạo lập các cái mối quan hệ khá là tốt, nhưng mà thường là cũng đơn thương độc mã thôi. Người ta biết nắm bắt các cái cơ hội. Và Thiên Di nó là cái khoảng trời mà mình nhìn ra, nó cũng thể hiện cho cái tư duy của mình về vấn đề tiền bạc, và con người ta hướng tới giá trị, hướng tới lợi ích, và cũng là cái mẫu người sống thực dụng, góc nhìn thực tế, góc nhìn nó tập trung vào cái giá trị và lợi ích. Và cái cách này người ta cũng gọi là hay đi giao thương, giao dịch, hay là khi mà mình đi xa đấy thì mình phát triển về kinh tế nó tốt hơn, đi xa thì tạo lập nhiều các mối quan hệ và liên quan đến tài chính, kinh tế, kinh doanh ở bên ngoài tốt hơn. Cái cách cũng là làm việc độc lập.
Cung tà đách mà có bộ sao vũ khúc thì nó chủ thứ nhất về những cái bệnh thần kinh này, hay liên quan đến cái hệ thống dây thần kinh ở trên da này, hay là liên quan đến cái bệnh về phổi này, hay là liên quan đến bệnh về vú, nó thể hiện cho phần ngực của người phụ nữ mà. Cung tài bạch mà có bộ sao vũ khúc đấy thì nó chủ cái cách là con người ta rất là thích buôn bán, rất là thích giao dịch, giao thương hàng hóa. Con người ta có rất nhiều cái cách để kiếm tiền và sống nó thực tế và nó thực dụng hơn rất là nhiều. Tài cư tài vị thì rõ ràng là rất dễ là người ta có cái sự tích lũy đấy. Cái khả năng quản lý tài chính của người ta rất là tốt đấy. Cái khả năng về huy động tiền bạc hay là đấy, thích làm những công việc liên quan đến kinh doanh buôn bán, thích giao dịch giao thương. Cung tử tức mà có bộ sao vũ khúc thì cái cách này thì thường là ít con thôi. Vũ khúc là bộ sao cô đơn mà, sau này con cái nó thường là nó không gần mình, nó khó thân gần. Nhưng mà con cái thì sau này kinh tế của nó lại khá là tốt, nó mang cái tính tự lập này, tự chủ về tài chính kinh tế mà. Con cái thì nó là cái đứa mà cũng sống thực tế thực dụng, sau này nó sẽ đi về cái ngành về kinh tế tài chính ngân hàng được. Cung phu thê mà có bộ sao vũ khúc đấy thì vợ chồng của mình cũng thường là dân liên quan đến buôn bán này, làm về tài chính, làm về kinh doanh này, và thường là sẽ có cái sự nghiệp nó ổn định, tự do tự chủ về tài chính, cũng sẽ là cái người tự lập, người ta không muốn dựa dẫm vào mình. Đặc biệt là nói về cái người vợ đấy mà có vũ khúc, người ta cũng sẽ có kinh tế, người ta có sự nghiệp riêng, tự chủ tự do về tài chính. Nhưng mà thường là cái cuộc sống giữa hai vợ chồng nó khá là bận rộn, mỗi người lại có một cái cuộc sống riêng, ít dành thời gian cho nhau, thường là khó giao tiếp này. Thế nên là nó cũng dễ dẫn đến cái việc mà xa cách, dần dần thì nó sẽ hình thành một cái khoảng cách giữa hai người. Thế nên là cái vấn đề tình cảm thì nó không được gần gũi, không được sẻ chia nhiều lắm. Cung huynh đệ mà có bộ sao vũ khúc thì thường là ít anh em thôi, nhưng mà anh em trong nhà thì thường là dân làm ăn kinh doanh buôn bán, và anh em thì thường là sẽ ít có cái sự giao tiếp qua lại với nhau. Nhưng mà dù sao thì tính kim nó cũng thể hiện cho cái sự nghĩa khí, có thể là không hay nói chuyện giao tiếp tâm sự, thế nhưng mà khi mà khó khăn thì anh em vẫn có thể giúp đỡ tương trợ cho nhau được. Mà thường là đấy, anh em mà có vũ khúc thêm các cái bộ sao lộc nữa thì thường là hay là kết hợp làm ăn cùng với nhau. Cung thân mà có bộ sao vũ khúc thì nó nói về cái cách chúng ta sẽ tự chủ tự do về tài chính, cũng sẽ có cái sự nghiệp riêng, và thường là cũng hướng tới cái việc mà làm ăn kinh doanh buôn bán. Nhưng trong cái cách này thì rất dễ rơi vào cái trạng thái cô đơn, các cái bộ hành kim mà dễ cô đơn, và xu hướng là người ta sống kín đáo kín tiếng về sau hơn. Thì sau đây mình xin hết về bài sao vũ khúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.